Thưa quý vị và các bạn, hành lang kinh tế Đông Tây gồm các quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Lào, Myanmar được xem là chủ chốt để kết nối Biển Đông với các nước bên trong. Hơn 200 dự án với hơn 60 tỷ đô la Mỹ trong khu vực cho thấy tiềm năng rất lớn của hoạt động logistics trong khu vực, đặc biệt là với các doanh nghiệp logistics của Việt Nam, nơi quyết định đến việc đưa hàng hóa đến với thế giới bằng đường biển. Khi mà hoạt động logistics trục Bắc Nam và đường hàng không bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 gây ra, thì việc tập trung phát triển hành lang kinh tế Đông Tây là giải pháp hữu hiệu cho lưu thông hàng hóa. Hành lang kinh tế Đông Tây được khánh thành vào năm 2006. Đây là tuyến giao thông đường bộ dài 1.450 km với cực Tây là thành phố cảng của Myanmar, đi qua Thái Lan, Lào và cực Đông là thành phố Đà Nẵng của Việt Nam. Hành lang này cũng giúp Đông Bắc của Thái Lan và Lào tiếp cận dễ dàng với Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Việc hình thành hành lang kinh tế Đông Tây là nhân tố quyết định cho việc phát triển vận tải xuyên biên giới với các nước trong khu vực, là động lực thúc đẩy và làm gia tăng giá trị thương mại trong dây chuyền quản trị, cung ứng. Theo thống kê của Bộ Công Thương, chỉ tính riêng xuất nhập khẩu theo đường biển tại Việt Nam từ năm 2017 đến năm 2020, lượng hàng container ước tính tăng từ 11 đến 12%. Việt Nam tiếp tục là cửa ngõ chính từ châu Âu, châu Mỹ, châu Á tới các nước trong hành lang kinh tế Đông Tây. Cái lợi thế của miền Trung chúng ta cũng thấy rất là rõ khi mà là một cái điểm đầu cầu để kết nối sang các nước như Lào, Thái Lan và Myanmar. Trong thời gian vừa qua thì cái sự khai thác này chúng ta cũng chưa làm được tốt. Thì sắp tới đây với cái nhận thức chung của chính phủ, doanh nghiệp và hiệp hội cũng như là địa phương thì chúng ta sẽ có những các cái biện pháp để chúng ta khai thác, và trong đó thì logistics sẽ được coi như là một các cái lĩnh vực hàng đầu để chúng ta có thể khai thác cái tiềm năng kinh tế của hành lang kinh tế Đông Tây. Theo khảo sát, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam có 5 đơn vị hành chính gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Có 4 cảng hàng không, trong đó có 2 cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Phú Bài. 24 khu công nghiệp và nhiều cụm công nghiệp kết nối với hệ thống cảng biển gồm Chân Mây, Liên Chiểu, Dung Quất, Quy Nhơn, vân vân, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn. Cùng với hệ thống đường biển, hàng không, hệ thống đường bộ kết nối với vùng Tây Nguyên là các nước Lào, Thái Lan và Myanmar đã và đang là động lực phát triển kinh tế khu vực, gia tăng thương mại vùng. Ngoài ra, các khu vực Đông Bắc, Campuchia, Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào và Myanmar luôn có nhu cầu đối với các sản phẩm dầu khí, sắt thép, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, phân bón từ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam. Đồng thời, cần xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản, vật liệu, khai khoáng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, điện tử xuất khẩu qua các khu vực này là những điều kiện để dịch vụ logistics cho hành lang kinh tế Đông Tây phát triển. Sự hiện diện của hệ thống cảng biển khu vực miền Trung nói riêng thì đây là một cái cơ hội và một cái điều kiện cho phát triển logistics, đặc biệt là trong cái lĩnh vực về hàng nông lâm sản, trong vấn đề về nhập khẩu hàng nguyên liệu cho sản xuất và cho các vùng kinh tế, cũng như là hỗ trợ mạnh cho việc xuất khẩu hàng hóa nông lâm thủy sản của Việt Nam qua biên giới và xuất khẩu đi toàn thế giới. Logistics phải nói là rất quan trọng trong cái việc phát triển cái khu công nghiệp ở đây và kết nối hành lang Đông Tây và cũng như là trục Bắc Nam. Và sắp tới là logistics tại Chu Lai là với cái phát triển cao tốc của chúng ta thì nó sẽ thuận tiện hơn nữa và nó sẽ giảm chi phí rất lớn cho các sản phẩm của Việt Nam, kể cả nội địa và xuất khẩu. Và sắp tới đây là chúng tôi sẽ phát triển cái chiến lược xuất khẩu trái cây và tại Chu Lai sẽ trở thành cái cửa ngõ đầu mối để giao thương với các thị trường Đông Á như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Và chúng tôi đã đầu tư kho lạnh, bãi container lạnh tại đây để sẵn sàng là đón nhận những cái hàng hóa từ các nơi đổ về đây. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới hiện nay vẫn còn một số khó khăn cần sớm giải quyết. Đó là phải cải thiện thủ tục thông quan hàng hóa và phương tiện vận tải các cặp cửa khẩu. Hiện chỉ có cửa khẩu Lao Bảo Việt Nam, Dan Savan Lào là các cửa khẩu đầu tiên thực hiện kiểm tra một điểm dừng. Ngoài ra, một số vướng mắc hiện nay là hệ thống quá cảnh ASEAN quy định các phương tiện phải đi đúng đường quy định, làm cho thiếu tính linh động của các địa phương. Quy định về bảo lãnh cũng khiến cho các doanh nghiệp vận tải phải đóng khoản phí cao. Về cái tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, thì trước đây chính phủ mình cũng có nghiên cứu cái hành lang kinh tế Đông Tây thứ hai, tức là đi qua cửa khẩu Nam Giang, Đắc Tỏ,
Theo ý kiến của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu nâng cấp cái cửa khẩu Nam Giang Đắc Tà Ốc lên thành cửa khẩu quốc tế và nâng cấp cái tuyến đường nối cửa khẩu thì mình sẽ thu hút được cái lượng hàng, đặc biệt là từ khu vực Nam Lào đang phát triển và có tiềm năng phát triển về những cái sản phẩm nông lâm nghiệp. Về phía doanh nghiệp vận tải, chúng tôi cũng mong muốn là chính phủ đàm phán để có cái mức bảo lãnh phù hợp, tránh là cái gánh nặng cho doanh nghiệp. Một số vấn đề khác, ví dụ như là những cái bất cập trong giao thông, vì chúng ta đang hội nhập không chỉ với ASEAN mà còn có những cái tuyến đường là xuyên Á, thì cái tiêu chuẩn của những cái tuyến đường đó, người ta đang khuyến cáo cái chiều cao tính không chẳng hạn nó 4m5, thì Việt Nam mình ngay trên đường quốc lộ thì cái tiêu chuẩn đường quốc lộ nó cũng phải 4m75, thì theo chúng tôi khảo sát trong một số cái chuyến đi thì vẫn có một số điểm nó chỉ là 4m3 và hạn chế 4m25, cũng sẽ là một số khó khăn cho doanh nghiệp. Cái vấn đề, thêm vấn đề nữa tôi muốn nói là khu vực miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng, dưới góc nhìn của Logistics sẽ là điểm cuối của hành lang kinh tế Đông Tây để hàng hóa lan tỏa ra thế giới. Do đó, hành lang kinh tế Đông Tây muốn phát triển phải giải bài toán hiện nay là chi phí cao, dẫn đến giảm khả năng cạnh tranh và làm cho nguồn hàng giảm. Nguồn hàng ít, không có hàng hóa hai chiều, cùng với đó là kết cấu hạ tầng thiếu tính kết nối, dẫn đến kém thu hút đầu tư, mà không có đầu tư thì không có nguồn hàng. Sẽ có nhiều cơ hội hơn cho thị trường logistics tại khu vực thời gian tới, khi thương mại thế giới đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Do đó, chúng ta cần tập trung hơn nữa cho việc xây dựng chính sách mở cho hoạt động vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới. Năm 2020, ASEAN sẽ vận hành hệ thống quá cảnh. Với hệ thống này, hàng hóa chỉ phải làm 2 lần thông quan thay vì nhiều như hiện nay. Điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian trung chuyển, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa khu vực. Để phát huy hiệu quả hành lang kinh tế Đông Tây, Việt Nam cần phải tiếp tục nhanh chóng sửa đổi các quy định không phù hợp trong Hiệp định Vận tải Đường bộ giữa Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, nâng cấp cơ sở hạ tầng cầu đường tại các cửa khẩu biên giới, ứng dụng công nghệ số trong kiểm soát hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng logistics và các tuyến thương mại hướng tới sự minh bạch và đơn giản hóa hơn nữa với việc làm thủ tục hải quan điện tử, cải thiện toàn diện về chi phí nhằm tăng tốc độ lưu chuyển để nâng cao giá trị chuỗi cung ứng. Khi xuất khẩu đi tất cả các thị trường từ châu Âu cho đến Mỹ, Nhật Bản thì thường thường cái chi phí logistics chiếm là từ trên dưới 30%. Và chính vì vậy thì chúng tôi sẽ tập trung những cái giải pháp chỉ đạo và với cái nhiệm vụ để đồng bộ hóa tất cả các nỗ lực chung của chính phủ và với các bộ ngành cũng như với các địa phương về vấn đề logistics và tiếp tục tạo điều kiện để phát triển logistics theo cái hướng là có thống nhất một đầu mối thì sẽ là cái giải pháp cơ bản nhất để chúng ta sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả những cái chỉ đạo chung của chính phủ. Hy vọng với sự quyết tâm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, hoạt động logistics sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển khu vực hành lang kinh tế Đông Tây như kỳ vọng.